Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 9 tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát, Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Tại buổi truyền thông, bà con được tuyên truyền hướng dẫn xử lý nguồn nước sau mưa lũ, cách bảo vệ nguồn nước trong trường hợp xảy ra bão lũ, thực hành nước sạch, vệ sinh cấp hộ gia đình trong trường hợp xảy ra bão lũ, cách lắp đặt, sử dụng bình nước lọc bằng gốm, xử lý rác thải, xác súc vật, cách phòng chống dịch bệnh thường xuất hiện sau mưa lũ. Dịp này, Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã trao 200 bình lọc nước bằng gốm cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão số 3. Đây là thiết bị do tổ chức UNICEF tài trợ cho người dân vùng lũ Bát Sát.